Cái căn này á là được giảm 100 triệu nha bà con. Đó, hút trước á là giá chủ đưa ra á là nói chung là 2,9 tỷ, căn bên kia là 2,7 tỷ, mà căn bên này 2,9 tỷ, tại diện tích nó tới 7,5 m lận. Đó, anh chủ á muốn bán nhanh gọn lẹ cho bà anh chị bà con mình, cho nên giảm mỗi căn 100 triệu. Hiện giờ căn bên đây chỉ còn có 2,8 tỷ và căn bên kia thì có 2,6 tỷ. Đó. Đó, được xây kết cấu một trệt, một lầu, gồm 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đặc biệt á là mình xây dựng 100% đất thổ cư và có sổ hồng riêng nha bà con. Rồi, Trang Hải xin kính chào anh chị bà con, và Trang Hải cũng chúc cho anh chị bà con một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây, Trang Hải sẽ báo cho anh chị bà con mình một cái tin vui là anh chủ nhà bên đây mới vừa giảm cho mình 100 triệu một căn. Giá hiện tại của mình á chỉ còn có 2,8 tỷ thôi nha bà con. Nhà của mình á từ đây mình đi ra quốc lộ 1A chỉ có 150 m luôn, và cũng như sát bên chợ Gò Đen luôn nha anh chị bà con mình. Đường vào nhà mình á là đường ô tô nha bà con. Đó, quá là đường ô tô luôn, rộng như tới nhà luôn. Đó. Đây, Trang Hải muốn giới thiệu anh chị bà con mình. Đây, cái căn này á là có chiều ngang là 7,5 m, dài 22 m nha anh chị bà con. Có thể sân của mình á lậu được hai chiếc ô tô luôn nha bà con. Đó, cái căn này á diện tích 7,5 m và 22 m, sổ hồng riêng luôn, được với anh chủ mới giảm 100 triệu, hiện tại chỉ còn 2,8 tỷ thôi nha bà con. Đó, nhà thì được xây dựng một trệt, một lầu, đổ tấm đúc nha bà con, gồm có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Và sau đây Trang Hải xin mời anh chị mình tham quan mặt trước của căn nhà mình luôn. À, rồi sau đây Trang Hải xin mời bà con mình vào tham quan căn nhà mình. Trước khi vào căn nhà mình, đó anh chị bà con thấy không, đó cửa của mình á là cắn cửa cường lực. Đó bà con ơi, rất là chắc chắn nha bà con, kính cường lực luôn. Đó, đây bậc tam cấp của mình. Đó anh chị bà con không thấy là rất là cao nha bà con. Đó, cho nên nói chung căn nhà mình á, nói chung anh chị bà con mình sở hữu được căn nhà này á, nhà mình á có địa chỉ chính xác là ở xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha bà con. Và anh chị mình á về sở hữu được căn nhà đó, vừa được phước và vừa được lợi luôn nha bà con. Rồi, sau đây Trang Hải xin mời anh chị bà con mình vào tham quan căn phòng khách của mình. Đây, trước khi vào nhà. Đây, mỗi căn nhà bên Trang Hải á có tặng một bộ rèm. Đó, từ cửa lớn cho tới cửa nhỏ, cửa sổ luôn nha bà con. Đặc biệt căn mình là căn gốc nữa, cho nên có rất nhiều cửa sổ. Đó, anh chị bà con thấy không? Rất nhiều cửa sổ và có tặng một tấm rèm hết. Đó, đây là không gian cái phòng khách của mình nha bà con. Đó, chiều ngang mình 5 m, cho nên á phòng khách mình rất là rộng luôn. Gạch á, cái nền gạch á thì đã gạch đá bóng kiến 80 nha bà con, rất là sạch sẽ luôn. Rồi, còn trên trần á thì trần á nhà bên chủ nhà đã đóng trần la phong thạch cao. Đó, và rất là chỉ kìa, giật hộp nha bà con thấy không? Đó, chi tiết của hoa răng rất là đẹp luôn, và có một cây đèn chùm luôn. Đó, tất cả hệ thống á, đèn của nhà mình là đèn led. Đó, cho nên nói chung thời này đã thay đèn led đó, đỡ tiết kiệm điện cho bà con mình luôn. Rồi, sau đây á phía tay trái Trang Hải, đó bên chủ nhà đã dán cho mình mấy cước tranh. Bà con thấy đi. Đó, có hu, có nai, đồ cảnh như một cái này kêu bằng tiết đi ha, núi tiết đi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, bên tay phải Trang Hải cũng có một cái bức tranh luôn nha bà con. Đây bà con nhìn thấy đi, rất là đẹp luôn. Rồi, cái khoảng đây đây, bên chủ nhà đã trang bị không gian là không gian mở nha bà con. Cho nên cái khoảng này đó là chờ trống, anh chị bà con mình có thể về đây. Mình thiết kế thêm một cái hòn Nam Bộ. Đó, hai mình trồng những cái cây cảnh hoa kiển gì ở đây rất là tuyệt vời nha bà con. Thấy là bà con cứ ngăn đây, mình làm ngăn vách ngăn đây, mình làm một cái phòng. Đó, một cái phòng mình vật dụng đồ mình không cần thiết cũng rất tuyệt vời luôn. Rồi, sau đây á Trang Hải xin mời anh chị bà con xuống tham quan. Đây là cửa nè, căn đặc biệt căn mình là căn gốc nha bà con thấy đi. Đó, cho nên có cửa sổ nè. Đó, và cũng có bộ rèm, có song sắt rất là chắc chắn luôn. Đây, trước khi xuống, đây là không gian căn bếp của mình. Đó, căn bếp của mình á thì có trang bị á, bên chủ nhà có trang bị cho anh chị bà con mình hai cái tủ bếp bằng nhôm nha bà con, màu gỗ. Đó, rất là nhiều ngăn nè bà con thấy đi. Đây, mà thử. Đó, rất là nhiều ngăn, quá trời ngăn luôn. Ở trên đây mình có thể để mắm muối và ăn bột ngọt thì rất là tuyệt vời luôn. Còn ở dưới này cũng có tủ như này á, thì anh chị bà con mình có thể là mình để ba nồi niêu vật dụng, nồi niêu son chảo thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Rồi, mặt bếp á là đá hoa cương nha bà con, màu đen. Rồi, còn có bồn nước rồi inox luôn, mà nước thì nước mạnh á. Nhà của mình á là điện của nhà nước, nước là nước thi cục luôn nha bà con. Đó, rất là mạnh. Tường bếp á thì cũng đã ướp gạch rất là sạch sẽ cho bà con, là anh chị bà con mình về mình nấu nướng á, đó mình chỉ cần một cái nồi dẻ mình lau trùi á, rất là sạch rồi. Rồi, có mấy cái ô điện chờ sẵn luôn nha anh chị bà con mình. Mình đây có thể đặt cho một đây cái bếp ga, bên đây nồi cơm điện. Chung cái bếp mình rất rộng nha bà con.
Còn trần ở cái bếp này thì cũng là trần la phong thạch cao trực hợp, và gắn đèn led và đèn ly đèn kiểu luôn nha anh chị bà con mình. Rồi đây có bức tranh nữa, nhà mình rất là nhiều bức tranh. Đây đặc biệt ở đây á là có một cái cửa hông nè, dài chiều ngang mình á, ngang này nó nói chung tới 7 mét mấy lận, cho nên á mình có một cái cửa hông đây, một đó có một cửa hông thông ra nhà dân xung quanh. Rồi và rồi điều đặc biệt ở đây, đây có một cái căn phòng dưới đất đây, cửa này cửa phòng dưới đất bằng gỗ. Nói chung căn phòng dưới đất này á rất là thích hợp cho những anh chị em mình có cái người già lớn tuổi á, mình không có di chuyển được trên lầu được á, mình ở phòng dưới đất này là rất tuyệt vời luôn. Đó gạch thì cũng gạch là 60 nha anh chị bà con mình. Đó gạch bóng kiến. Đây cũng bên chủ nhà Trang Hải cũng trang bị cho anh chị mình một cái bức tranh luôn, và có chờ sẵn một ổ điện á, anh chị bà con mà cứ về có thể lắp đặt máy quạnh, máy quạt gì thì rất tuyệt vời rồi. Còn trần thì trần vẫn là ra phong thạch cao nha anh chị bà con mình, gắn đèn led luôn. Đây có một cây đèn ngủ sẵn luôn anh chị bà con mình. Đây đặc biệt căn này nó có một cái cửa sổ nữa nè bà con, và tăng bộ đèn luôn. Đây đó cửa sổ này mỗi khi mình nóng được mình mở, mình mở cái cửa này thông ra được bên hông mình cũng rất là tuyệt vời luôn. Rồi sau đây Trang Hải xin mời anh chị bà con mình xuống tham quan dưới cái giếng trời sau của mình. Đây đây là cái khoảng giếng trời của mình đó anh chị bà con, thấy gạch thì cũng đã ướp trống trơn trọt sạch sẽ rồi, tường cũng đã ướp cao rồi nha chị bà con. Có ô điện đây, ở đây á bên chủ nhà có chừa sẵn cho mình ống chờ và ống xả máy giặt, anh chị bà con về mình lắp đặt một cái máy giặt đây là rất tuyệt vời luôn, có điện luôn. Đó đây là cái khoảng giếng trời của mình ở sau đây cũng đã sắt đã đóng lồng cu sẵn sàng là sạch sẽ luôn rồi. Đó rồi đây là một cái nhà vệ sinh của mình nè, dưới đất của mình đây, cửa thì cửa nhôm nha anh chị bà con mình. Đó nhôm sinh pha gắn kính mờ. Đó đây cái nhà vệ sinh của mình đây cũng đầy đủ trang thiết bị rồi, nói chung là cũng có bồn cầu cũng bồn giữa mặt đó, rồi có kính dội luôn. Đặc biệt nữa là gạch đã ướp cao tới 2 mét mấy luôn nha bà con, cho nên là rất sạch sẽ luôn. Trần thì cũng đã trần đóng là phong thạch cao rồi nha bà con. Rồi sau đây Trang Hải xin nhắc lại cái thông tin về căn nhà mình. Căn nhà mình có diện tích ngang 7,5 mét, dài cho 22 mét, và có sổ hồng riêng nha bà con. Đà mà bên anh chủ đã giảm được 100 triệu rồi, hiện tại chỉ có còn 2,8 tỷ thôi nha anh chị bà con mình. Rồi sau đây đây anh chị bà con thấy chuẩn bị đường lên cầu thang mình nè, tay vịn nè. Đó tay vịn là bằng gỗ rất là bự luôn, uốn éo xuyên suốt luôn. Còn cái mặt tay vịn mình á là kính cường lực 8 ly rất dày luôn nha chị bà con mình, hai bên luôn. Đó đây đường cầu thang thì cũng đã ướp đá hoa cương màu đen từng bậc luôn. Cái độ rộng này á nói chung là khoảng 1m 2 luôn nha anh chị bà con, cho nên á mình về đây mình mua đồ mà có sắm trang bị ở trên này á thì khiêng ba đồ giường niệm đồ lên rất là tuyệt vời luôn. Rồi ở đây có mà bên chủ nhà có chừa mà sẵn cho mình một cái đèn ngủ, tối mình lên đường mình thấy đường mình lên cầu thang mình rất là tuyệt vời. Rồi trên đây gồm có 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Trang Hải giới thiệu phòng ngủ nhất của mình đi. Đây cái phòng ngủ thứ nhất của mình nữa, thứ hai ở dưới tầng trệt đây ngủ thứ hai. Nói chung phòng này cũng rất tuyệt vời luôn, có thể là khoảng cỡ 20 mét vuông nha bà con. Đó gạch thì cũng đã ướp gạch đá rất là sạch sẽ luôn. Trần thì vẫn trần nó phong thạch cao. Rồi có ổ sẵn chờ sẵn dây điện mình anh chị bà con mình lắp đặt cái gì, lắp đặt máy quạt hay máy lạnh thì cũng tuyệt vời luôn. Đó đây đặc biệt đây trên đường cầu thang, cái phòng này có một cái cửa sổ dòm ra và có tăng bộ đèn. Như Trang Hải đoạn đầu bà nói là mỗi cửa sổ từng căn phòng mà cửa lớn nhỏ vẫn có bộ đèn nha bà con, tặng cho bà con luôn. Rồi cửa thì cửa gỗ nha bà con. Rồi đây nè căn góc rồi con thấy không, vẫn có cửa tiếp nè. Đó có cửa là mỗi khi nóng nực mình giờ mà có cửa phải gắn song sắt luôn. Đó nhà dân xung quanh nóng nực mình mở căn cửa này ra lấy mát rất là tuyệt vời luôn. Đây là căn phòng nữa của mình trên tầng lầu của mình. Đây phòng này cũng như cái phòng bên kia nha anh chị bà con, cũng phải 20 mấy mét vuông luôn. Rồi gạch thì cũng đã dậy ướp bóng kiến, rồi trần cũng dần lâm phong cao có đèn. Đặc biệt đây là có cái cửa nè chị bà con mình vào tham khảo nè. Đây đó có cái sổ tăng rèm không sắt nè. Đó phía theo thẳng tay chặn tay Trang Hải chỉ đó, thẳng ra đó là ủy ban nhân dân xã Phước Lợi luôn nha anh chị bà con, bởi mình sát bên lộ luôn. Đó cái ngôi đỏ đó có trụ đó là ủy ban nhân dân xã Phước Lợi luôn. Rồi bưu điện rồi gần rồi. Đây trên lầu mình có một cái nhà vệ sinh đây đó, đây cho có một cái nhà vệ sinh cũng đầy đủ trang thiết bị, cũng có dồi sen gạch cũng đã ướp cao có thông gió. Đặc biệt á đây có một cái van, Trang Hải có sẵn một cái bồn
áp đặt cho bà con mình cái bồn 500 lít sẵn cả luôn. Đây là cái van, mỗi khi mà lỡ mà cúp điện cúp nước á, anh chị mà vẫn có đủ nước để xài luôn. Rồi có bông gió luôn. Rồi rồi đây là căn phòng lớn nhất của mình mà hướng ra ban công chứ của mình, cửa vẫn cửa gỗ nha bà con. Đây căn phòng này lớn nhất đó, anh chị bà con thấy đi, quá rộng luôn đó. Căn này á, căn phòng này rất rộng anh chị bà con mình á, nếu mà mua căn nhà này mà anh chị bà con mình có tín ngưỡng mà thờ á, thì đây là mình làm phòng thờ rất là tuyệt vời luôn, tại hướng ra ban công của mình nha anh chị bà con. Đó trần thì vẫn trần la phong thạch cao và gắn đèn led luôn. Rồi hãy quên mở đèn này. Đây vẫn có cửa luôn, bên hông ở một căn góc nha anh chị bà con, thì mỗi phòng trên đây là vẫn có cửa hết đó, vẫn có cái sổ và tặng bộ rèm có song sắt rất là chắc chắn nha bà con. Rồi đây là hướng ra ban công của mình. Đây đó, đây là ban công của mình hướng ra nhà dân xung quanh nè. Đó đó, theo tay Trang Hải chỉ cái ngói đỏ đỏ ngay đằng đó, kế bên luôn là trường cấp 2 Gò Đen luôn nha anh chị bà con mình, sát bên luôn. Đây bước đó chỉ có mấy chục mét thôi đó, dân ở xung quanh nè anh chị bà con thấy đó, dân xung quanh nè đó, hiện hữu là dân lâu đời ta sống rất lâu năm nè đó, ngay cái đó là ngay trường cấp 2 Gò Đen luôn đó. Rồi đây là lan can mặt trước của mình đó, được bằng sắt đó, lan can mặt trước của mình nè anh chị bà con thấy đi, bằng sắt nha, và cắt CNC rất là đẹp nha anh chị bà con, mà màu là màu vàng đó, rất là chắc chắn luôn. Rồi rồi cuối cùng Trang Hải xin điểm lại, cũng cảm ơn anh chị bà con mình nãy giờ theo Trang Hải xem thêm hết cái review hết căn nhà, và sau đây Trang Hải xin điểm lại một số thông tin về căn nhà của mình. Căn nhà mình á thì á, có diện tích ngang 7,5 m dài cho 22 m đó, xây dựng 100% trên đất thổ cư luôn và sổ hồng riêng luôn nha bà con. Đó được kết cấu á, một trệt một lầu còn 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đó được cái giá của anh chủ đưa ra nay đã giảm 100 triệu muốn nhanh gọn lẹ luôn. Chỉ còn căn bên đây chỉ còn có 2 tỷ 800 triệu thôi. Còn cái căn bên kia, nói chung căn bên đây thì diện tích đó có 2 căn nha bà con. Căn bên đây thì diện tích ngang 5 m dài 22 m. Đó được cái giá của anh chủ nhà luôn là có 2 tỷ 600 triệu thôi nha chị bà con. Đó, nhà nói chung á mình á, về căn nhà này nói chung là rất là tiện lợi, gần tất cả các trường học luôn, từ cấp 1 tới cấp 3 luôn. Đó, và nói chung là gần chợ Gò Đen và nói chung công an rồi sát bên luôn, và gần tất cả các khu công nghiệp lớn đây luôn. Đó, anh chị mà thấy quan tâm tới ngôi nhà này á, hãy liên hệ trực tiếp với Trang Hải qua số điện thoại 0937350079 và cho Trang Hải xin một like. Còn anh chị bà con mà nãy giờ theo Trang Hải xem review hết căn nhà mà chưa tìm được cho mình á, một căn nhà ưng ý á, hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi Trang Hải quay những video những căn nhà mới nhất, đẹp nhất và rẻ nhất cho anh chị bà con mình tham khảo. Và rồi, Trang Hải xin kính chào và hẹn gặp chị anh chị bà con mình. Quay.